Chào các bạn. Cổng chính của đường xuống Bãi Khem là một ngã ba, còn đường ngang là đường Nguyễn Văn Cừ, và nơi mình đang đứng là đầu đường Nguyễn Trung Trực, và cả hai con đường này đều là trục lộ chính của thành phố Phú Quốc. Hiện giờ thì chỉ mới có 6:30, trên đường đi làm mình ghé đây ghi hình luôn nha cả nhà. Bãi Khem cách trung tâm phường An Thới 5 km và cách phường Dương Đông là 25 km. Khoảng 3 năm về trước thì ở đây chỉ là rừng và dưới sự quản lý của ngành quân đội. Hiện nay thì ở Phú Quốc có rất nhiều khách sạn đẳng cấp, về mặt thiết kế thì hoàn toàn khác nhau. Ở Bãi Khem thì khách sạn này đi vào hoạt động trước tiên hết nha. Ở phía bên tay trái là khu căn hộ cao cấp nha các bạn. Nhìn mấy tòa nhà này thì cũng rất là thịnh việc luôn nha. Các khu resort ở Bãi Khem này thì tất cả đều đạt chuẩn 5 sao. Từ một bãi biển hoang sơ nhất ở Phú Quốc, nhà đầu tư bất động sản Sun Group đã nâng cấp lên ngang tầm quốc tế. Chỉ mới đi vào hoạt động trong vòng 3 tháng mà đã được ngành du lịch Canada bình chọn là top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh nha các bạn. Ở bãi biển này thì từ đầu bãi cho đến cuối bãi chỉ có cây dừa là cây sinh cảnh che bóng mát. Buổi sáng đang còn nước ròng, sớm qua không có cách trung tâm này. Ở bãi mặt dương thì mùa nam phước gió, mặt biển êm như trong sông luôn nha. Bãi biển này thì có hình vòng cung chữ C giống như bãi biển Nha Trang các bạn. Cát ở bãi biển này thì rất là mịn, nhưng màu cát thì hơi vàng, không được trắng như ở bãi sau bãi trường. Bãi này có chiều dài khoảng 2,5 km và mặt cát bãi biển thì rất là rộng luôn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem qua video. Chúc cả nhà có một ngày Chủ nhật thật là vui tươi và hạnh phúc.